8 điểm đến không thể bỏ qua ở Croatia, công viên quốc gia Plitvice Lake Dubrovnik, trường quay của Game of Thrones hay thành phố cổ Split là những nơi không thể bỏ qua ở Croatia. Dưới đây là các điểm đến được đánh giá hấp dẫn và không thể bỏ qua tại Croatia. Theo giới thiệu từ Ủy ban Du lịch Quốc gia Croatian National Tourist Board CNTB, công viên quốc gia Plitvice Lake nằm gần biên giới Bosnia và Herzegovina. Công viên có diện tích gần 300 km2. Nơi đây có 16 hồ nước thông nhau, với hàng trăm thác nước lớn nhỏ. Được thành lập từ năm 1949, đây là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất tại ở Đông Nam châu Âu và được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ 1977. Anh Nguyễn Tất Thịnh, một du khách Việt trong chuyến thăm Croatia hồi tháng 11 cho biết nơi này xứng đáng được gọi là kỳ quan. Và là điểm nhất định nên ghé thăm khi đến Croatia vì vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ có 102. Thành phố Split, đây là thành phố lớn thứ hai của Croatia, sau thủ đô Zagreb. Một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại đây là Emperor Palace hay Cung điện Hoàng đế. Công trình được bảo tồn gần như nguyên bản, mang lối kiến trúc nghệ thuật của thời kỳ đầu Cơ Đốc giáo, Byzantine và thời kỳ đầu thời Trung cổ. Ảnh Nguyễn Tất Thịnh, Dubrovnik. Dubrovnik cách Split tầm 220 km, được ví như hòn ngọc của biển Adriatic. Đây là thành phố được nhiều du khách biết còn nhờ là trường quay của bộ phim Game of Thrones nổi tiếng. Khu phố cổ là điểm đến luôn đông khách, mỗi ngày có khoảng 8.000 du khách cập cảng vào thành phố tham quan sau dịch. Cũng theo anh Nguyễn Tất Thịnh, mùa hè Dubrovnik rất đông đúc. Đoạn đường từ Split đến Dubrovnik thường tắc. Đây cũng là đoạn đường quanh co, khó đi. Thời điểm du khách nên ghé thăm nếu muốn tránh đám đông là cuối ngày. Brijuni, đây là một cụm gồm hai đảo lớn, 12 đảo nhỏ nằm theo bờ biển phía tây nam của bán đảo Istria. Quần đảo nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và di sản văn hóa có niên đại từ thời La Mã và Byzantine. Với tất cả điểm cộng trên, đây là điểm nghỉ dưỡng được yêu thích của các chính khách Croatia và tầng lớp quý tộc trước kia. Brijuni không có người sinh sống nhưng luôn có khách du lịch ra vào đảo từ đất liền. Quần đảo Konati. Konati có diện tích 217 km2, gồm 89 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều dạng san hô quý. Tuy nhiên, theo website chính thức của Ủy ban Du lịch Quốc gia Croatia, thực tế quần đảo này còn rất nhiều đảo nhỏ khác không đếm xuể. Đó cũng là lý do Croatia có một câu ngạn ngữ khi nói về Konati, một năm có bao nhiêu ngày, nơi này có bấy nhiêu đảo. Bạn sẽ tìm thấy gì khi đến đây du lịch? Một mê cung đầy nắng gió của biển đảo và sự yên bình của thiên nhiên hoang sơ. Website viết, Krka, đây là một con sông nằm ở Dalmatia, tỉnh cực nam của đất nước. 2/3 con sông này nằm trong vườn quốc gia Krka, với diện tích hơn 142 km2. Một trong những điểm tham quan trên sông là tu viện phòng Francisco trên đảo Visovas. Đây là một hòn đảo nằm giữa hồ, và được ví như một viên đá quý trên mặt nước. Điểm thu hút chính của vườn quốc gia Krka là 7 thác nước. Thác rộng nhất là Roski Slap, còn Skradinski Buk là thác lớn nhất, thường được nhắc đến nhiều nhất. Công viên quốc gia Mozet nằm trên hòn đảo cùng tên. Công viên quốc gia Mozet là khu vực được nhiều người coi là quyến rũ nhất ở biển Adriatic, với thảm thực vật địa trung hải quanh năm xanh tốt đa dạng. Công viên bao gồm hai vịnh sâu, được đặt tên là Hồ Lớn và Hồ Nhỏ. Một điểm tham quan mà bất kỳ ai đến đây đều muốn khám phá là khu phức hợp của tu viện Benedictine, xây dựng từ thế kỷ 12. Tu viện tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ lớn. Bao quanh là cây cối tươi tốt quanh năm, Telasica, vịnh sâu này là một trong những nơi ở cho những người thuê du thuyền đi lại trên biển Adriatic. Lý do là nơi đây có một bến đỗ an toàn để tránh những cơn bão mạnh nhất nhờ các vách đá sừng sững cao đến 180m. Một trong những đam mê yêu thích của du khách khi đến đây là đi bộ qua những con đường mòn để ngắm cảnh biển Địa Trung Hải. Từ 1/1/2023, Croatia sẽ gia nhập khối Schengen và dùng đồng tiền chung Euro. Việc đi lại giữa các quốc gia châu Âu không còn hạn chế. Khách Việt có visa Schengen có thể nhập cảnh Croatia tự do mà không cần phải áp dụng các điều kiện đi lại riêng.